Quý vị và các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, để đánh giá được cái thị trường bất động sản và đưa ra những cái khuyến nghị cho cái việc là chúng ta nên làm gì trong thời gian sắp tới, đặc biệt là giai đoạn 2019-2020, thì quả tình là thực sự là rất khó. Có thể nói rằng là theo nhiều các cái chuyên gia trong cái lĩnh vực bất động sản thì họ vẫn cho rằng trong cả một cái tổng quan thị trường có nhiều phân khúc đất nền, phân khúc căn hộ chung cư, biệt thự, nhà phố và resort nghỉ dưỡng, thì chắc chắn rằng vẫn sẽ có những cái phân khúc của thị trường tăng giá và có thể đem lại là cái lợi ích nhất định cho một số nhỏ trong số những nhà đầu tư mà có những cái hiểu biết nhất định trong cái lĩnh vực này. Tuy vậy thì với đại đa số những anh chị em, các bạn không phải là người chuyên trong cái lĩnh vực bất động sản, hiện nay đang có vay hay là có cầm cố vay nợ để mua bất động sản với cái tỷ lệ vay nợ cao, thì chúng ta cũng cần phải thận trọng và phải xem xét đánh giá lại cái dòng tiền của mình để có thể đảm bảo cho cái việc mà nếu trong trường hợp xấu nhất thị trường bất động sản trong giai đoạn 2019, giai đoạn 2020 thì gặp những cái khó khăn nhất định. Thì tại sao chúng tôi lại chia sẻ như vậy? Bởi vì là thưa anh chị em và các bạn, cái động lực mà để một cái đất nước, một cái quốc gia trong cái giai đoạn đang phát triển thì chủ yếu đến từ cái động lực của bất động sản, cơ sở hạ tầng và một số cái lĩnh vực khác liên quan tới cái đặc thù tự nhiên của một quốc gia. Trong cái giai đoạn trước đây, trong cái thời kỳ mà tăng trưởng kinh tế nóng của thị trường bất động sản Trung Quốc, thì chúng ta đã thấy được rằng là ngoài là công trường là nơi sản xuất hàng hóa nguyên vật liệu cho cả toàn thế giới, nó gọi là công trường của thế giới, thì một cái động lực khác khiến nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng không ngừng đó chính là cái thị trường bất động sản. Nhưng mà cái câu chuyện của thị trường bất động sản được kích thích, được bơm thổi và được tác động một cách quá mức để nhằm là thỏa mãn được cái việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ dẫn đến những hệ lụy về sau. Bởi vì cái việc mà phát triển thị trường bất động sản gọi là không cân đối hoặc là thiếu cân xứng so với cái nhu cầu thực tế của dân chúng và đẩy cái thị trường này vào cái tình trạng là giá thì quá cao và cái nhu cầu thì không có. Thì trong cái bài viết của cái tờ New York Times vào ngày 2 tháng 1 năm 2019 được biên dịch bởi nhà báo Tránh Tài trên trang Kinh tế Sài Gòn Online, thì chúng ta có thể nhìn nhận thị trường bất động sản Trung Quốc và từ đó thì có thể đưa ra những cái cảm nhận, những cái rút kinh nghiệm và những cái góc nhìn khác về thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Liệu thị trường bất động sản Trung Quốc đi vào cái giai đoạn khó khăn hơn thì có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không? Ngoài cái tác động của thương mại đang được rất nhiều các giới đầu tư nhắc tới, thì không, có lẽ là trên các phương tiện rất ít nhắc tới các vấn đề liên quan tới thị trường bất động sản. Lý do thì tại sao thì chúng tôi cũng không rõ lắm. Tuy vậy thì tìm lọc lẽo trên một số trang web và đặc biệt là trên trang Kinh tế Sài Gòn Online, thì chúng tôi có một bài viết liên quan tới thị trường bất động sản Trung Quốc ế tới 65 triệu căn hộ vừa mới được đăng gần đây. Thì cái câu chuyện này thì đúng hay sai, thực hư như thế nào thì chúng ta cũng phải đánh giá từ góc độ là cái đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong những năm gần đây thì chứng lại
và khiến cái thị trường bất động sản của nước này lâm vào cái cảnh chợ chiều, thì điều đó là điều hoàn toàn bình thường. Với hàng chục triệu căn hộ có người ở, không có người ở, và cái câu chuyện này thì nó bắt nguồn từ đâu? Thì có lẽ là nó bắt nguồn từ cái giai đoạn trước, cũng vẫn là cái câu chuyện của nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh, tăng trưởng nóng trong giai đoạn 1991 đến năm 2007 với tốc độ tăng trưởng rất là cao. Và bây giờ thì đang chậm đà tăng trưởng xuống từ mức 14,2% năm 2017, thì đến ngày hôm nay 2019, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2018 bước vào cái đợt suy giảm và chậm dần cái tốc độ tăng trưởng, chỉ còn đâu đó khoảng 6,7-6,8%, và có khuynh hướng sẽ suy giảm trong thời gian sắp tới. Đó là lý do, đó là vấn đề dẫn đến cái việc mà thừa cái gọi là cái nguồn cung hàng, gọi là nguồn bất động sản. Thì theo chia sẻ của một số môi giới tại Trung Quốc, thì cái tình cảnh chợ chiều ở cái thị trường Trung Quốc là đang khá là rõ nét. Một nhân viên môi giới bất động sản của Trung Quốc tên là Hu Pei thì cho rằng là hàng loạt các tổ hợp chung cư mới mọc lên ở Cú Dung, ở Giang Tô đang vô cùng hấp dẫn. Trong đó có tổ hợp chung cư Du Đông thì có 120 tòa nhà. Thì tiên đoán rằng thành phố này sẽ đứng trước cơn bùng nổ bất động sản. Vì vậy thì năm ngoái anh đã đưa gia đình đến đây sinh sống và làm ăn. Tuy vậy thì đến năm nay thì cái nền kinh tế Trung Quốc đang có những cái vấn đề, và rõ ràng là số lượng căn hộ có phần đang gặp những cái rắc rối, triển vọng thị trường bất động sản Trung Quốc thì thực sự là đang có phần ảm đạm hơn. Các nhà kinh tế cấp cao ở Đại học Nhân dân Bắc Kinh nhận định là thị trường bất động sản giờ là con tê giác xám lớn nhất. Con tê giác xám lớn nhất tức là nó hoàn toàn có thể lao đầu đi xuống và thúc chết bất kỳ một cái lực cản nào trước cái sức mạnh, cái sự tàn phá của việc nếu như nền kinh tế Trung Quốc trong những năm sắp tới không duy trì được tốc độ tăng trưởng và đi xuống, bước vào cái kỷ nguyên mất mát giống như Nhật Bản những năm về trước. Người Trung Quốc đang vật lộn chống chọi với đà suy giảm tăng trưởng do các nỗ lực giảm nợ trong nền kinh tế, cũng như các tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Bên cạnh đó thì đà tăng trưởng không còn nhiều dư địa, không còn nhiều các cái lĩnh vực có thể thúc đẩy. Với bất kỳ cái giải pháp nào thì cũng sẽ phải xử lý các vấn đề của thị trường bất động sản. Lý do là trong một cái giai đoạn dài thì cái nguồn cung tín dụng thúc đẩy phát triển và mở rộng các dự án bất động sản. Tuy vậy thì không giá bất động sản tăng quá cao, và có những một số cái lĩnh vực, một số cái phân khúc thì không tiếp cận được cái nhu cầu thực, và nó dẫn đến là cái việc dư thừa cái nguồn cung. Thực sự mà nói thì 65 triệu căn hộ đang bị ế, thì đây chỉ là một cái phép tính theo cái ước tính của Đại học Kinh tế và Tài chính Tây Nam Trung Quốc ở thành phố Thành Đô. Theo cái bình luận của một số chuyên gia tại Đại học Thành Đô thì nền kinh tế Trung Quốc rơi vào tình cảnh khó khăn, đà suy giảm tăng trưởng càng tồi tệ thì có thể sẽ khiến cho giới đầu tư bất động sản của Trung Quốc ngồi trên đống lửa, đặc biệt là hai thành phố Cú Đông và thành phố Giang Tô. Đây là một vài thành phố của Trung Quốc trước đây đã thúc đẩy phát triển bất động sản quá mức, và trong giai đoạn 2015 chúng ta có thể nhìn rõ trên cái biểu đồ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Trung Quốc thì có một cái đoạn thị trường chứng khoán Trung Quốc bị tàn phá mạnh mẽ, và chính phủ Trung Quốc đã sử dụng các cái giải pháp mang tính chất tài khoá, tức là bơm tiền vào hỗ trợ thị trường tài chính. Và cái phương pháp này thì cũng thông thường cũng được chính phủ Trung Quốc níu kéo thị trường bất động sản bằng cách là có thể hỗ trợ gói tín dụng và thúc đẩy cái thị trường. À,
có rất nhiều những cái cuộc biểu tình đòi hỏi quyền lợi của các cái dự án bất động sản trước cái sự giận dữ của người mua nhà và một số cái vấn đề bắt đầu phát sinh tại cái thị trường bất động sản Trung Quốc trong giai đoạn vừa qua. Thì qua cái câu chuyện thị trường bất động sản Trung Quốc đang dư thừa khá nhiều cái lượng tồn kho, thực sự là rất nhiều, thì đó cũng là cái hồi chuông mà có thể cảnh báo nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Nếu như tiếp tục thúc đẩy cái thị trường bất động sản và nếu không tính toán một cách kỹ lưỡng cái nhu cầu thực tế của người dân tại các khu vực và để cho thị trường bất động sản kiểm soát không tốt cái lĩnh vực tín dụng bơm vào thị trường bất động sản, nó có thể dẫn tới những cái hệ lụy tương tự cho nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Từ cái câu chuyện này thì chúng ta cũng rút ra được một số cái bài học liên quan tới việc là liệu thì chúng ta có nên tiếp tục kiểm soát cái tín dụng cho bất động sản trong năm 2019-2020 hay không. Thì một số tín hiệu phát đi từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì năm 2019, năm 2020 thì chúng ta sẽ tiếp tục gọi là kiểm soát chặt chẽ cái tín dụng cho lĩnh vực bất động sản. Bởi vì trong cái lĩnh vực tín dụng bất động sản ở Việt Nam thì có một vài vấn đề là thực tế thì cái con số thống kê cái lĩnh vực bất tín dụng cho vay cho lĩnh vực bất động sản thì nó chỉ nằm ở khoảng đâu đó 19-10%. Tuy vậy thì cái lĩnh vực tín dụng tiêu dùng và tín dụng cho cái lĩnh vực khác ngoài bất động sản thì nó cũng vẫn tìm một cái cách nào đó để có thể lăn lõi quay trở ngược lại là và quay vào cái thị trường bất động sản. Mà thực tế cho rằng thì cái việc mà đưa cái giá trị căn hộ cũng như giá trị của đất nền bất động sản lên quá cao thì người dân sẽ không có khả năng để tiếp cận với thị trường, cũng như là chúng ta đẩy mạnh cái hoạt động đầu cơ của thị trường bất động sản thì nó không đem lại cái lợi ích kinh tế cũng như tăng trưởng GDP của Việt Nam. Và có lẽ là trong cái động lực phát triển kinh tế giai đoạn 2020-2030 thì chúng ta cũng sẽ cần phải xem xét lại cái vấn đề này. Thì một vài cái chia sẻ về cái xu hướng của thị trường bất động sản giai đoạn 2000 dưới góc nhìn hàng tồn kho của Trung Quốc, hy vọng đem lại một số cái hữu ích giá trị nào đó cho quý anh chị em và các bạn hiện đang tham gia và đầu tư hay đầu cơ trên lĩnh vực bất động sản có thể có thêm một góc nhìn để phòng ngừa rủi ro tốt hơn và có thể là giảm bớt những cái giao dịch đánh cược với thị trường, tránh những cái mất mát, tránh đi những cái ảnh hưởng về mặt tài chính khi mà thị trường bất động sản gặp những cái trục trặc trong giai đoạn 2019-2020, được đánh giá là giai đoạn thị trường có thể cần phải có một khoảng thời gian trầm lắng và gọi là tích lũy để có thể bước vào một cái chu kỳ mới giai đoạn 2020-2025. Thân chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.